Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 10 tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang đã diễn ra lễ khai mạc khảo thí tuyển Phật trường Đại giới đàn Trí Nghiêm năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chánh chủ đàn, cùng chư tôn đức tăng ni ban kiến đàn, ban khảo thí và hơn 200 tăng ni giới tử thọ giới. Sau lời sách tấn của Hòa thượng Chánh chủ đàn, quý thầy cô ban quản giới tử đã nhận cờ hiệu để bắt đầu cho 5 ngày quản giới tử trong Đại giới đàn Trí Nghiêm năm nay. Theo đó, trong buổi sáng các giới tử đã hoàn tất bài thi của mình. Tiếp đó sẽ thi phần tụng luật vào chiều tối cùng ngày. Các ngày tiếp theo học các nghi thức oai nghi của người xuất gia và lãnh thọ giới pháp. Được biết, Đại giới đàn Trí Nghiêm do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 với hơn 200 tăng ni giới tử thọ giới. Đại giới đàn sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 5 tháng 10. Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm đàn đầu Hòa thượng.